chứ đừng nằm ngay bụng con. Nằm đừng nằm ngay bụng con. Đây nè cô thứ mấy? Thứ ba con. Này tới cô ba mua bán cho con chai nước màu luôn cô à. Cô thứ ba cô này chuyên làm mấy cái kẹo bánh nè. Ha. Đó, lên mạng luôn. Lên mạng luôn ha, quảng cáo nổi tiếng luôn. Thì con ăn miếng nữa nha cô ha. Rồi ăn đi, trời tự nhiên ăn đi. Đây, đây bóc bóc thử nè. Ngon quá. Lấy con chai nước màu luôn đi. Màu khóm. Để con cá con hả? Cái này là cô làm một lần như là mấy tấn con? Trời cô làm ông trời làm rai hà chứ không làm nhiều. Cũng nhà ơ hai ơ vậy đó. Hôm nay làm hai ơ, bán hết cho làm tiếp vậy đó. Rồi. Có ai phụ cô không? Có. Có hai vợ chồng già. Cảm ơn cô nha. Rồi. Ủa mà cô chưa trả tiền mà con mà. Để con lấy tiền con trả. Rồi. Con không? Ăn thử cái này đi, cái này có ý tao không cái nó dẻo. Cái này là 70 ngàn ký phải không? 70 ngàn ký. Một cái hũ này bao nhiêu ký? Một hũ nửa ký. Nửa ký. Nửa ký 35 ngàn, ba hồ hũ thì 100. Vậy con thử cái này ha. Ừ, thử cái đó đi. Cái đó tại nó nguội rồi nó dẻo hơn. Cái nóng thì nó ngon hơn phải không? Đâu, cái nóng thì nó còn không dẻo, còn cái nguội thì nó dẻo hơn. Rồi cái này ngon hơn. Ừ, thì bắt đầu không nó nguội mà. Rồi cái này ngon hơn nữa. Ừ. Lấy con một hũ đi. Một hũ là nhiêu con? 35 ngàn con. Rồi chai nước màu. Ừ, con lấy hai con này, đợi 100 đó, vậy đó bớt 5 ngàn. Hai hũ màu khóm luôn hả con? Ừ, nó màu khóm luôn. Thôi bây giờ nè, con lấy cái hũ mới, hũ cũ đi. Con ăn cái hũ mới vậy cho như thế nào. Rồi. Rồi qua coi khóm của con nè. Cái lá là lá gì vậy con? Gốc chạy. Gốc chạy hả? Ở đây là bán thật luôn nha các bạn. Thơm là thơm là thơm nhà người luôn á, trồng một lần là mấy chục tấn luôn á chứ không phải ít đâu. Thơm lắm. Cái này là mình ngào ra làm nước màu rồi làm mứt. Đó, ở đây có mứt nữa nè. Về dưới quê là các bạn ăn thoải mái rồi chuối. Thấy không? Chị em nào thích chuối thì về quê ha. Ở đây là thuộc khu vực nào hả con? Mình gọi là gì hả con? Ở đây Mỹ Phước. Mỹ Phước hả? Mỹ Phước. Mỹ Phước. Dạ. Để có gì ai mua á con mua con gửi. Gửi người ta này, bánh kẹo Hồng Nhung. Cẩm Nhung. Cẩm Nhung nhé. Ừ. Đây quảng cáo cho cô thôi. Quảng cáo cho cô, cảm ơn. Ừ. Rồi chào con. Rồi chào con nha con nha. Biết sao con gặp lại mà địa phương này rồi. Tới đâu mình kiếm gọi là gì con? Chỗ này con ở dưới trên là bèo xuống dưới kinh 13. Trên kinh 17. Thì con chạy dài đúng không? Cho có số điện thoại ở đây luôn ha. Ừ, có số điện thoại. Rồi đó. Rồi ok vậy con cảm ơn bạn con. Cảm ơn con. Nhung đó con. À đây bạn Cẩm Nhung đây. Dạ. Các bạn nào mà muốn ăn đồng quê là xuống đây.